Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Một vài dòng. Nhiều năm về trước, một ủy viên chấp hành khá cao tuổi của một công ty dầu lửa đã đưa ra một quyết định sai lầm, làm công ty thiệt hại hơn 2 triệu đô la. John Rockefeller, lúc đó là người đứng đầu tập đoàn này, vào cái ngày đen tối mà tin tức khủng khiếp trên được lan truyền ra, hầu hết các nhân viên và ủy viên khác của công ty đều lo lắng và muốn tránh mặt Rockefeller. Không ai muốn bị liên lụy gì, chỉ trừ có một người, đó chính là ủy viên đưa ra quyết định sai lầm kia. Ông ta là Edward Bedford. Rockefeller ngay hôm ấy hẹn gặp Bedford, và Bedford đến rất đúng giờ. Ông ta sẵn sàng nghe một bài diễn thuyết nghiệt ngã từ Rockefeller. Khi Bedford bước vào phòng, Rockefeller, ông vua dầu lửa, đang ngồi cạnh bàn. Ông bận rộn viết bằng bút chì lên một tờ giấy. Bedford đứng yên lặng, không muốn phá ngang. Sau một vài phút, Rockefeller ngẩng đầu lên và nói: "À, anh đấy hả, Bedford?" Rockefeller rất bình tĩnh: "Tôi nghĩ là anh đã nghe những tin tổn thất của công ty chúng ta rồi chứ?" Bedford đáp rằng ông đã biết rồi. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này," Rockefeller nói. "Và trước khi tôi nói chuyện với anh, tôi đã ghi ra đây vài dòng." Sau này, Bedford kể lại cuộc nói chuyện của ông với Rockefeller như sau: "Tôi thấy rõ dòng đầu tiên của tờ giấy mà ông chủ đã viết những ưu điểm của Bedford. Sau đó là một loạt những đức tính của tôi, kèm theo là miêu tả vắn tắt rằng tôi đã giúp công ty đưa ra quyết định đúng đắn được 3 lần và giúp công ty kiếm được gấp nhiều lần số tiền tổn thất của lần này. Tôi không bao giờ quên được bài học ấy. Trong nhiều năm sau đó, bất kỳ khi nào tôi định nổi cáu với người khác, tôi đều bắt mình phải ngồi xuống, nghĩ và viết ra một bản liệt kê những ưu điểm của người đó dài hết sức có thể. Khi tôi viết xong bản đó, thì dường như tôi đã thấy bớt cau có rồi. Không biết là thói quen này đã giúp tôi bao nhiêu lần, tôi đã tránh được những sai phạm mà tôi có thể có. Đó là nổi cáu một cách mù quáng với người khác. Tôi biết ơn ông chủ tôi, John Rockefeller, vì thói quen này, và bây giờ tôi giới thiệu nó cho tất cả các bạn." Lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 1 và câu 2 chép rằng: "Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm gây phẫn nộ thêm. Lưỡi người khôn ngoan phát ban tri thức." Amen.